Nếu như anh em hỏi đặt niềm tin vô đội tuyển nào ở Việt Nam, tôi sẽ có một cái tên cho mọi người, bắt đầu bằng chữ SC. Và nó không phải có màu hồng, cũng không phải là màu đen, không phải là black pink. Đây là đội tuyển mà tôi sẽ đặt niềm tin ở mùa giải năm nay. Sài Gòn Buffalo. Đội tuyển đã có những cái drama ở thời điểm đầu khi mà không được chuyển giao sang một chủ mới. Vì sao tôi đặt niềm tin, vì sao tôi nghĩ là Buffalo mùa giải năm nay sẽ làm nên chuyện anh em. Rồi, một trong những cái lý do chính mà tôi nghĩ là tôi đặt niềm tin vô bên phía của Buffalo đó, là cái đợt vừa qua. Đợt vừa qua thì cũng có tham khảo chạy dò hỏi những cái chuẩn bị của những cái đội tuyển trước mùa giải VCS để mà mình có cái nhìn nó khách quan và bao quát hết. Thì tôi đánh giá là cái sự chuẩn bị của phía Buffalo là rất là tốt. Tại vì mình mặc dù mình không có được coi trực tiếp vô những cái buổi trên hoặc là cái gì anh em, nhưng mà mình sẽ qua lời kể mình sẽ thấy được à tụi nó đang có một cái định hướng như thế nào với những cái buổi luyện tập và cái cách tiếp cận á, một ván đấu có sự chỉnh chu. Và cái tập thể này cũng đang là cái tập thể mà có cái kiến thức nền rất là tốt và sự gắn kết rất là tốt nữa, nên những cái định hướng ở trong cái tập luyện nó mang lại thì nó sẽ phát triển thêm cả những cái nền đó được đẩy lên cao. Quan trọng của phía Buffalo bây giờ là cái kèo xử lý chất tướng đó, cái kèo quan trọng nhất luôn, là cái phần mà giữ tay á nè, giữ tay đánh được nhiều kèo á. Nếu mà bên phía của Buffalo mà có cái khả năng đi đường mạnh nữa thì sẽ gần như tôi nghĩ là cái khả năng cao sẽ vô địch đó. Nhưng mà cái vấn đề về cái khả năng đi đường mạnh đó, nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Thứ nhất là bể tướng, thứ hai nữa là tay tay phải đủ đáp ứng được những cái vấn đề đó anh em. Nên mình phải mà cái đó thì mình cũng không có biết được, cái đó thì chỉ có ở trong team mới biết thôi, chứ mà mình ở phía bên ngoài không biết. Thì qua những cái tuần thi đấu đầu tiên đó, thì cái khả năng đi đường nó sẽ được kiểm chứng ha, lúc đó mình sẽ có thêm cái thông tin ha. Tôi nghĩ đây là cái đội tuyển được trang bị cái kiến thức nền rất là tốt nè. Đó. Ok, sơ bộ thôi nè. Đặt niềm tin lên em Buffalo. Năm nay anh em cứ đơm Buffalo. Buffalo năm nay lớn rồi. Buffalo năm nay đã lớn rồi. Dồn vô anh em. Ngoài ra thì team SE cũng được á. Team SE thì có ngày Ren. Ngày Ren vô thì phần nào đó team cũng sẽ tốt hơn. Đó là một cái điều gần như là chắc chắn luôn đó mọi người. Tại vì Ren nó đã có kinh nghiệm làm team và có một cái tiếng nói nhất định nữa. Qua những gì mà Ren nó thể hiện á. Thêm vào nữa, một phần nữa tôi nghĩ bên phía của SE sẽ mạnh hơn là bởi vì á tôi tin là tuyển thủ của phía SE không còn cứng đầu nữa. Kiểu như là Slider trước giờ mình vẫn nghe phong phanh là sẽ có một cái gì đó nó hơi cứng đầu một chút, bởi vì dù sao Slider đánh cũng tay to với lại có một cái góc nhìn riêng về game á. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó gần như được sang phẳng hết rồi, những tuyển thủ ở Việt Nam bây giờ hiểu thêm rất là nhiều về trò chơi và họ biết được rằng mình mạnh ở cái điểm nào và mình yếu ở cái điểm nào, nên tôi nghĩ họ không có cứng đầu nữa đâu, nên họ 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 sợ trở thành cái tập thể rất là mạnh đó. Thậm chí là DNK nè, địa một nè, đó đều là những cái tuyển thủ mà có cái cá tính rất là mạnh, Slider nữa. Và bây giờ thì tôi nghĩ mọi thứ nó sẽ tốt hơn dành cho phía của xe mạnh đó. Gam thì khỏi phải bàn ha, Gam thì vẫn giữ được cái bộ khung cũ, dàn huấn luyện thì cũng chất lượng, ba người cũng ok, đông người là sẽ chia việc ra làm hết rồi nha. Ok, bên phía của xe cũng có dàn huấn luyện ok nữa nha, có Ren nè, Naun nè, Piccolo nè, mỗi người kèm người, mỗi người kèm người ok nè, một hai đội tuyển ok nè. Rồi tiếp tới cái đội nào nữa, Cerberus. Cerberus thì có thầy Phong với lại thầy Raje đúng không,
Còn cái lớp cũng giữ như cũ: Yado, Rodopi, Artemis, Ego, Bull. Rồi tôi nghĩ là Cerberus mùa này chắc là Cerberus mùa này Cerberus mùa này á, nếu đánh tốt á có thể lên được top 2, top 3. Cerberus mùa này cũng ngon á, nếu đánh tốt nha, giữ được cái form phong độ á. Còn à, cái đội hình bên phía của Cerberus nó chỉ bị một cái thôi nha, là kiểu như là cái nó không có một cái tính, nó không có một cái tính ổn định á. Yado mình đánh mấy mùa mình cũng thấy không có tính ổn định cao, mặc dù Yado đánh rất là tốt. Yado là người chơi rất là hiểu về game, hiểu về cái chất tướng ở khu vực giữa, nhưng mà nhiều khi Yado cũng bị cứng đầu á, với lại cũng bị mất cái kiểm soát về mặt tâm lý ở trong cái ván đấu á. Ego thì khỏi phải bàn ha. Nên cái đội hình của phía Cerberus thì nếu như mà phong độ cao hoặc là không mắc những sai lầm, phong độ cao ở đây là của Artemis á. Artemis tôi nghĩ là top tier, tôi nghĩ sẽ là cái đầu tàu của phía Cerberus, thì có khả năng vô top 2 luôn á. Còn á, ngựa ơi, tính ra là mùa này hấp dẫn lắm nha anh em. Mùa này anh em nhìn vô những cái team như Secret, Wales nè, và cả team Flash nữa, đều là những cái team mà mình đang thấy có cái sự đầu tư nhất định. Ví dụ team Secret thì họ gắn kết với nhau 2 mùa rồi, giống như là cái hình mẫu của phía Buffalo, một cái tập thể chơi chung với nhau rất là hiểu ăn ý. Thì team Secret mùa này sẽ có một cái sự ăn ý nhất định nữa. Còn bên phía của team Well thì thật ra có một đứa mà tôi rất là thích bên phía của team Well là kêu là Win đó. Kêu là Win coi vậy chứ tư duy đi rừng của nó rất ok nè, kiểu như là nó hay coi Kennen đồ các thứ á, mà mình tưởng là mình thấy nó đánh những cái pha nó đừng, mà thật ra pha những cái pha đó đừng thiệt, tại vì nó làm không có tới. Ví dụ như là những cái tình huống mà kêu là Win nó vô rừng đối phương, hoặc là nó đánh BK kiểu như BK máu lửa trong rừng đối phương rồi các thứ này nọ, thì nó có lý do. Khi mà ở phía bên ngoài nói chuyện thì thấy là nó có lý do, nhưng mà nó làm không tới nên nó biến những cái pha đó trở nên rất là đừng. Nhưng mà kiểu dạng tôi cũng khá thích kêu là Win luôn. Glory thì cho VVN rồi đúng không? Có MNG. MNG đợt này toàn là mấy thanh niên trẻ không à, nên chắc phải coi đánh như thế nào. MNG nhiều khả năng top 8 lắm. MNG Box, mặc dù là công ty hiện tại đang quản lý Linh luôn, nhưng mà nhiều khả năng là top 8 lắm. Team Flat thì để coi là ngựa ô hay không nữa. Team Flash, Team Flash tôi cảm giác như là thiếu đội trưởng á, thiếu một người có khả năng mà có một cái cá tính lớn, có một cái tâm lý vững. Yoshino thì tôi nghĩ cũng đang hiện tại đang là đội trưởng, nhưng mà tại vì Yoshino trước giờ cảm giác như là nếu như mà nó không thích hợp với vai trò đội trưởng cho lắm. Rồi. Rồi tôi nghĩ team này cũng tiềm năng. Team cũng tiềm năng. Đợt này thì mình thấy VSET rất là nhiều team mạnh ha. Mình thấy mặt bằng chung về cái lab của phía VSET đang đi lên đó. Cá nhân tôi nghĩ là đang đi lên luôn á. Mùa này sẽ là cái mùa rất là hấp dẫn ha. Gặp đội nào cũng căng lắm. Ví dụ như là Gam mà gặp mấy đội tuyển như phía dưới nó cũng căng. Team Flash, Team Well, Team Secret rồi các thứ cũng căng. Mùa này rất là đáng để có thể theo dõi về mặt chuyên môn của VSET. Nhưng mà anh em, một vé cho Buffalo vô địch. Buffalo sẽ góp mặt tại England. Một vé cho Buffalo. Ga mức BE có bị yếu nhiều không anh? Ga mức DBE có bị yếu nhiều hay không? Tại vì BE đang đóng vai trò là mở giao tranh số 2 trong đội hình của Ga ngày xưa, hỗ trợ cho Levi, nhưng mà BE đi đường với lại style á thì hình như là cũng nói chung là một không có một cái sự chủ động giống như là Taki. Cái bộ đôi BE với lại style á nó khác với bộ đôi Sogen với lại Taki á, là mình nhìn thấy một cái sự chủ động ở khu vực dưới của Taki.
Còn bên phía của Style với lại BE thì mình lúc mà trong giai đoạn đi đường á, thì mình thấy là Style là hàng chủ động hơn. À, nhưng mà cái điểm mạnh của BE chắc là trong những cái tình huống mở giao tranh ở giai đoạn về sau. Nó khác với cái điểm mạnh của Taki là ở trong cái giai đoạn đi đường, Taki sẽ là người chủ động hơn. SE mùa này mạnh mà. SE mùa này mạnh hay không so với những đội tuyển khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi tin là SE mùa này mạnh hơn so với SE mùa trước. Rồi ok anh em. Thì vừa rồi là cái sơ bộ nhận định của tôi về BZ ha, một vé cho Buffalo vô địch. À bây giờ sẵn tiện mình chọn luôn top 4 ha. Top 4 thì tôi nghĩ là Gam có thể là top 1, Gam với lại Buffalo là có thể chia nhau top 1, top 2. Top 3. Top 3 thì bây giờ chọn top 3 thì khó chọn dữ ta. Top 3 trong đầu tôi những cái tên như là Secret, Cerberus, SE và cả Whale nữa. À, đều có thể cạnh tranh lấy vị trí top 3, top 4. Căng. Không biết chọn team nào anh em ơi. Không biết chọn team nào á. Nhưng mà bây giờ nếu như để chọn bốn cái tên ha, bốn cái tên vào 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 top 4. Mùa này đánh top 4 đúng không? Rồi, mùa này là top 4 nè. Nếu được chọn bốn cái tên vào top 4 thì tôi nghĩ tôi chọn Team Secret với lại top 3 là Team Secret, top 4 là SE. Như vậy là Whale với lại Cerberus thì out top 4. Má tiếc quá ha. Nhưng mà nếu như bắt buộc phải chọn thì chắc là tôi sẽ chọn, tôi nghĩ là Team Secret với lại SE sẽ vô bốn vị trí đầu tiên.